Chào bạn, tôi là Tùng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa một cái cây máy tính mà các bạn bật lên cái sau khoảng 1-2 giây nó ngắt. Đầu video tôi khuyến cáo là các bạn không làm theo với bất kể hình thức nào, đặc biệt các bạn là người sử dụng. Còn nếu các bạn đam mê thì các bạn vui lòng nghiên cứu trước khi các bạn làm. Các bạn nhìn thấy video rất đơn giản và chỉ 1-2 giây người ta đã sửa xong một cái máy tính chạy và ngắt ngay tức thì. Nhưng đó là kinh nghiệm, đó là xương máu và trải nghiệm thời gian. Các bạn làm theo nên chú ý không lại xanh cỏ đỏ mà, các bạn sẽ tốn một chi phí nhiều hơn. Tôi khuyến cáo các bạn là người sử dụng không làm theo video này. Còn video này các bạn thợ hãy làm theo, nó rất đơn giản, các bạn chỉ mất khoảng 5 giây các bạn sẽ giải quyết xong vấn đề. Mang đến tôi hiển nhiên các bạn mất 150, còn mang các bạn có thể tử. Mang đến tôi các bạn hiển nhiên có thể mất 150, còn các bạn có thể thử. Chúng ta có quyền cho chúng ta sai sót, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể thử làm theo cách này để hạn chế chi phí, hạn chế thời gian đi lại. Chúng ta bắt đầu vào video chạy ngắt của cái cây máy tính. Và tôi đã tháo bung ra chỉ còn cái mên thôi. Bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một cái mên đủ nguồn không vất cốt của Giga kích ngắt, các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy cái đèn reset nó sập này. Cái này là loát. Các bạn nhìn thấy nó nháy chưa? Đó, nó ngắt rồi đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa. Đây chính là bệnh kích ngắt của các bạn. Phải đợi nguội các bạn ạ. Ở đây đang không có bông. Các bạn để ý cái tỷ lệ như này là sẽ rơi vào BIOS rất nhiều, cộng với đã hở chân socket hoặc là bản thân CPU lỗi. Các bạn phải thử những cái đơn giản trước. Mình thì lười, mình sẽ vác luôn cái này ra thử. Mình thực sự là lười. Đáng nhẽ là chúng ta phải thử một con CPU khác trước, sau đó chúng ta đi ấy socket. Nhưng đây là lười quá. Đến bước này không được thì các bạn vui lòng nạp BIOS khác, gần như chắc chắn là main của bạn sẽ lên. Các bạn phải đợi nó nguội. Các bạn phải đợi nó nguội, các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy nó đã nhảy cốt chưa ạ? Các bạn cho RAM vào lên hình. Vậy quá trình sửa chữa main Giga hay là các main PC kích lên cái ngắt quạt quay vài vòng rồi tắt, thực sự nó rất đơn giản, các bạn không có vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Đó, bây giờ thì nó đã lên hình rồi, mình thử cho các bạn xem. Thử cho các bạn xem. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu test. Các bạn nhìn thấy nó nhảy cốt rồi này. 4F này. Đó. Vậy là các bạn sửa kích lên cái ngắt hay quạt quay vài vòng và ngắt của một cái máy tính nó rất đơn giản, chỉ có đảo một con linh kiện như vậy thôi. Cuộc sống không có gì tự đến và tự đi. Nó phải hộc mồ hôi sôi nước cất ra thì nó mới có ngày hôm nay. Vì vậy những cái các bạn không làm được và người sử dụng không làm được, vui lòng mang ra thợ. Những cái mình chia sẻ được thì các bạn đã thấy là nó rất đơn giản như này rồi. Nếu người sử dụng có thể làm được như này và nó lên hình thì xin chúc mừng các bạn. Còn không, các bạn vui lòng mang máy đến anh em thợ. Giá của sửa chữa là giá sự thỏa thuận giữa người bán và người mua. Họ đã đưa giá, nếu các bạn chấp nhận thì các bạn nên làm. Đó là lời khuyên chân thành nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.